đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Quan niệm này cho thấy việc xây dựng và gìn giữ một gia đình cần có sự chung tay góp sức của cả người chồng lẫn người vợ. Chính sự yêu thương, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau bằng những hành động thiết thực là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một gia đình hạnh phúc. Một nụ cười bé cha vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hàng đêm. Mình nam di thì mình phải chia sẻ cái công việc nó không phải gọi là của phụ nữ, nhưng mà cái lao nhà, quét nhà, dọn nhà. Cái thứ hai nữa là mình bỏ bớt dọn nhạc, cái điểm là phụ nữ không thích. Đàn ông là mình phải trụ cột làm kinh tế, thì phụ nữ ở nhà là phải lo cho con cái, lo nhà cửa. Nhưng mà không phải vì thế mà để cho phụ nữ người ta ở nhà hoài được. Mình là đàn ông cũng kinh tế, đôi lúc có cũng phải về phụ với vợ con mình thôi. Đó, nhưng mà mình là đàn ông là trụ cột nhất, là phải xây nhà. Còn phụ nữ là phải lo cho tổ ấm. Ngày nay phụ nữ thì không nhất thiết là phải ở trong gia đình làm công việc bếp núc như ngày xưa. Tại vì bây giờ phụ nữ có thể tham gia nhiều cái công tác xã hội, cũng như là giữ nhiều cái vị trí quan trọng ở trong các cơ quan cũng như các lĩnh vực. Thì để một gia đình hạnh phúc thì cần sự chia sẻ của cả chồng và các thành viên trong gia đình để tạo điều kiện cho người phụ nữ được phát triển toàn diện cũng như là tích cực tham gia các mặt xã hội, từ những điều nhỏ nhất như là quan tâm, chăm sóc, hỏi là vợ đã ăn gì chưa, hoặc là hôm nay làm có mệt hay không, và thông cảm cho những cái công việc của người phụ nữ đang phải đảm nhận, cũng như là chia sẻ bớt gánh nặng trong cái công việc gia đình hàng ngày như đưa rước con, để người phụ nữ có một cái điều kiện để phát triển toàn diện bản thân hơn. Nói chung về cái quan niệm mà đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, thì người đàn ông ra bên ngoài làm kinh tế thì người phụ nữ ở nhà phải dung dáng cho gia đình. Nhưng mà trong cái thời đại hiện bây giờ thì không nhất thiết thì người đàn ông là phải xây nhà. Có những gia đình thì người phụ nữ vẫn có thể đi làm kinh tế và người đàn ông vẫn có thể ở nhà để góp phần chăm sóc gia đình và nuôi dạy con nhỏ vẫn tốt. Vợ chồng thì phải có một sự tôn trọng cũng như có một cái sự quan tâm nhất định nào đó để đảm bảo cho gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Về mặt xã hội thì nó có nhiều cái, nhưng mà nói chung thì muốn có gia đình hạnh phúc thì bản thân mỗi người đều có một cái nghĩa vụ và trách nhiệm đối với gia đình cũng như bản thân của mỗi người, chứ không cần thiết là phải có kinh tế. Nhưng mà nếu mà không có kinh tế thì nó cũng hơi có một cái sự khó khăn nào đó đối với gia đình. Gia đình hạnh phúc là một gia đình trong đó là vợ chồng biết san sẻ, yêu thương với nhau. Con cái thì biết vâng lời ba mẹ, luôn được thể hiện là duy trì bữa cơm gia đình với đầy đủ các thành viên vợ chồng con cái cùng ăn cơm chung và cùng tham gia các hoạt động dã ngoại hay là vui chơi gì đó. Khi nói về hạnh phúc gia đình, mỗi người sẽ có một quan niệm và cảm nhận niềm hạnh phúc khác nhau. Cũng có ý kiến cho rằng hạnh phúc gia đình là khi có một cuộc sống đầy đủ vật chất hay là đã thành đạt trong xã hội. Nhưng với nhiều gia đình, hạnh phúc đến từ những điều giản dị trong cuộc sống. Đây là cuộc họp của Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thành do bà Kim Tuyến chủ trì. Đều đặn mỗi tháng một lần, chị em phụ nữ lại cùng nhau họp mặt sinh hoạt định kỳ. Ngoài việc tập hợp chị em phụ nữ để nâng cao kiến thức hay thông tin về các mô hình làm ăn hiệu quả hay được xét hỗ trợ vay vốn giúp chị em thoát nghèo, bà Tuyến còn chia sẻ với các chị em phụ nữ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan. Cô Tuyến đây là một người rất là gương mẫu trong gia đình, là cô cũng là một người phụ nữ thành đạt, dạy dỗ con cái cũng thành công nên người. Trong công tác thì cô rất là nhiệt tình, tích cực giúp đỡ mọi người. Trong hội phụ nữ thì cô cũng trong phong trào vay vốn là cũng giúp đỡ phụ nữ ngày càng phát triển. Và ở đây thì các chị em phụ nữ lấy gia đình của cô làm cái nền tảng để theo noi theo. Để trở thành gia đình mẫu mực, điển hình ở địa phương như thế, bà Tuyến luôn xác định với vai trò là chi hội trưởng hội phụ nữ không chỉ làm công tác quản lý mà còn làm gương đi đầu trong các hoạt động phong trào của địa phương cũng như của hội phụ nữ. Thông qua nhiều việc làm tích cực, nhiều năm liền bà Tuyến đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của huyện về gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, phụ nữ hai giỏi, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
mình cũng vai trò chi hội trưởng của phụ nữ, rồi có làm cộng tác viên nhân số, rồi làm tổ trưởng tổ dây vốn. Thì có ba nhiệm vụ đó thì mình cũng cố gắng mình sắp xếp cái thời gian cho hoàn thành. Thì mình buổi sáng mình tập trung mình lo công việc gia đình trước, rồi buổi chiều thì mình có con dâu nó về giữ cho con cháu nội, thì bắt đầu mình làm công việc xã hội, là mình đi công tác, mình đi làm những cái công việc của cho nó sắp xếp thời gian cho nó phù hợp. Thì nói chung mình biết tận dụng cái thời gian thì mình cũng hoàn thành nhiệm vụ hết. Thì lúc mình lập gia đình thì mình ao ước mình có một cái gia đình hạnh phúc. Thì nói chung thì đầu tiên là vợ chồng và tới con, thì mình muốn cho con mình nó thành đạt. Thì cũng vợ chồng nói chung cũng cố gắng nuôi cho con nó học cho hoàn thành. Thì nói chung ba đứa nào cũng học đại học hết. Thì cũng lúc nuôi cũng vất vả, nhưng mà điều cố gắng thì nó cũng vượt qua hết, thì con nó cũng hoàn thành. Giờ ba đứa con cũng đều có công ăn việc làm. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì cố gắng đầu tiên là cái tình cảm mình phải dành cho nhau, mình hiểu ý nhau, mình phải tôn trọng với nhau. Từ quan niệm ấy nên suốt hơn 30 năm qua, dù gặp không ít khó khăn với bao lo toan vất vả, nhưng vợ chồng bà Tuyến vẫn luôn yêu thương nhau, đi đâu cũng có cặp có đôi và cùng nhau nuôi dạy con cháu. Giờ đây, khi bước vào độ tuổi lục tuần, ông Tùng cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại bên người vợ hiền và các con của mình. Mình thì công tác bên chữ thập đỏ, rồi nói chung là công tác xã hội, còn bà xã mình thì công tác xã hội. Đôi lúc mà khi mà có thời gian rảnh, mình về mình phụ bà xã, như là bếp núc rồi nấu ăn vào những buổi chiều. Nói chung bà xã mình thì vừa công tác xã hội, vừa lo việc nhà, như là thành bà nội trợ đó, rồi chăm cho dạ cho con cái, rồi chăm lo cháu nội đi học, là cốp nước đó. Nói chung về bà xã mình nói là vừa phụ nữ đảm đang, nhưng mà lo việc nước rồi lo việc nhà, nói chung là phải nói là mình cũng hãnh diện với bà xã mình. Mình không có đến có gì đó là chê, nói chung là phải nói là về nữ thì mình nói là tiết hạnh đoan trang, thì phải nói là tuyệt vời. Rõ ràng một gia đình hạnh phúc khi có sự chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, từ những việc làm đơn giản lo cho chồng con bữa cơm gia đình cũng là cách mà bà Tuyến duy trì hạnh phúc gia đình. Đối với gia đình của chị Trần Thị Kim Tuyến thì rất là gương mẫu trong các cái phong trào hoạt động của hội phụ nữ xã, cũng như là tích cực tham gia các cái phong trào tại địa phương. Gia đình chị Tuyến thì nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa, rồi nuôi con ăn học thành tài. Đóng góp tại địa phương thì chị Tuyến cũng tham gia tốt, chấp hành các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương. Thì nhiều năm liền như thế thì đạt được cái gia đình văn hóa. Thì đó cũng là một cái tấm gương để mà nhiều chị em phụ nữ ở trên địa bàn ấp cũng như là trên địa bàn xã nên noi gương. Khi nhắc đến bà Lưu Thị Nghi, người dân ở phường 3, thành phố Tân An đều ngưỡng mộ, bởi gia đình bà Nghi là một trong những gia đình đi lên từ gian khó và trở thành gia đình mẫu mực điển hình ở địa phương. Chị Nghi là hội viên phụ nữ phường 3 thuộc địa bàn khu phố 3. Thì chị là một người hội viên phụ nữ là tiêu biểu nhiều năm liền của hội, cũng như là gia đình văn hóa đạt nhiều năm liền của khu phố. Gia đình của chị Nghi lúc nào cũng gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước, nhất là các phong trào của địa phương cũng như của khu phố phát động, là lúc nào cũng đi đầu. Dù bước chân khập khiễng do di chứng sốt bại liệt từ nhỏ, nhưng đối với bà Nghi, không một việc gì mà bà không làm được. Nghị lực đó đã đưa gia đình bà từ một hộ nghèo, giờ đây vươn lên thoát nghèo. Gia đình nhà là được 27 năm. Thì, trong đó bệnh giữa giai đoạn là bệnh này là 13 năm. Thì, tôi là người đàn bà cũng ráng gánh để vừa nuôi con mà cho ảnh luôn, trị bệnh ảnh kiếm, kêu là ai muốn gì làm nấy luôn á, phải cố lên. Từ một người thợ may, dù chăm chỉ quanh năm nhưng vẫn không đủ trang trải để nuôi các con ăn học,
nên bà Nghi phải đi giúp việc nhà để có thêm kinh phí. Sau nhiều năm nỗ lực trong công việc, niềm vui lớn nhất đối với bà Nghi hiện giờ là khi chứng kiến hai người con đã trưởng thành, một người đã lập gia đình, còn một người con sắp bước vào đại học và hơn hết là xây dựng gia đình hạnh phúc. Có những lúc bế tắc ngồi không vượt qua được mà ngồi không biết sao suy nghĩ, nói với con là ráng lên. Một ngày đó mẹ sợ sức khỏe mẹ không có, em không lo được. Bây giờ nhìn lại là thấy đỡ rất nhiều rồi. Cũng cảm ơn tất cả những mạnh thường quân với bà con đó sớm, bạn bè gần xa ráng có sức khỏe để vươn lên. Nhiều người còn khó hơn mình, chồng bệnh chứ không có dám nói nặng. Chính từ sự cảm thông của người vợ mà ông Nguyễn Văn Đào thường xuyên vào bếp như thế này mỗi khi bà xã vắng nhà hay bận việc may giá. Với ông Đào, lo cho gia đình bữa cơm vừa là chia sẻ việc nhà với vợ, vừa thể hiện tình cảm với con cái trong gia đình. Chung là bà xã thì đi giúp đi làm việc ngoài, thì may giá, rồi mình thì ở nhà phụ cơm nước rồi cho con cái rồi ăn cơm. Qua bữa cơm gia đình này mình cũng như ấy, mình dạy dỗ con cái học hành. Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi giờ đây nhìn lại chặng đường hơn 30 năm về chung mái nhà đối với gia đình bà Nghi và bà Tuyến, hạnh phúc gia đình bắt nguồn từ sự sẻ chia, quan tâm, chăm sóc của người bạn đời và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Và khi cả vợ và chồng cùng chung tay xây dựng tổ ấm thì gia đình sẽ mãi hạnh phúc bền lâu.